Kính chào mọi người và kính chào ban giám khảo ạ. Em hơi bị hồi hộp một chút cho nên là mọi người thông cảm. Bài đầu tiên em xin hát là bài không nhạc, có tên là bài hát cho em. Em xin được bắt đầu ạ. Anh viết cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khẽ dịu dàng. Đừng hờ hững cho mây và nắng nơi sân trường ngẩn ngơ mơ vu vơ áo ai. Anh đã ngu ngơ đợi chờ cơn mưa để anh viết cho em những nốt dại khờ, một nốt ngu ngơ, một nốt ngây thơ như mùa hè bên em ước mơ. Đâu rồi câu thơ ai đánh rơi, đâu rồi hành lang tím kỷ niệm, giờ đã xa xôi, mùa ấy anh thôi trên phố xa đợi ai. Về ngày yêu thương ấy anh ngồi anh hát, anh mong được gần bên em nơi sân trường, để anh thấy xinh quá em cười dịu dàng tóc mây. Để ngày xưa yêu dấu không vội theo gió trôi qua, ngày mình bên nhau anh đi tìm sẽ mãi mãi trong trái tim dù cuộc đời gió mưa. Và anh mang trong tim suốt cuộc đời lời anh hát cho em mùa hè xa, yêu mãi yêu em tuổi học trò, yêu mãi yêu em đến trọn đời. Yêu thương anh sẽ không quên ngày mình bên nhau và anh sẽ không quên năm tháng học trò, để mãi nơi đây, để mãi riêng anh khúc ca này bé dài. Đâu rồi mùa nào anh nhớ thương, kỷ niệm anh mang hát lên gửi ngày bên nhau, mùa nào yêu thương nhớ mong. Về mùa yêu thương ấy anh ngồi anh hát, anh mong được gần bên em nơi sân trường, để anh thấy xinh quá em cười dịu dàng tóc mây. Để ngày xưa yêu dấu không vội theo gió trôi qua, ngày mình bên nhau anh đi tìm sẽ mãi mãi trong trái tim dù cuộc đời gió mưa. Bài thứ hai của em là bài Tìm Lại. Bài này em mới quyết định đổi ngày hôm qua nhưng mà em vẫn chưa nhớ lời lắm cho nên nếu mà có gì mọi người thông cảm. Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi.
để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài, ta không đứng bên nhau nữa rồi. Nữa rồi. Hãy chào em. Em có mệt không? Một chút ạ. Rồi thế thì anh cũng sẽ nhận xét làm sao để cho em không bị mệt nhá. Nếu mà em cảm thấy run ấy thì anh nghĩ em nên cài khuy vào, bởi vì nó lạnh, thành ra là em dễ bị run hơn. Đến lúc mà em hát rồi nóng lên thì em bắt đầu cởi dần dần ra thì sẽ... Em không run vì lạnh ạ. À thế à? Đấy chỉ là gợi ý của anh thôi, bởi vì anh thì run khi mà anh lạnh. Anh thấy khá là bất ngờ vì hai bài hát của em có hai cách xử lý rất là khác nhau, nhưng mà em xử lý khá tốt ở cả hai bài. Bài đầu tiên có phải là của em For You không em? Dạ. Bởi vì anh nghĩ là giọng những cái đoạn luyến của em rất là hợp với nhạc của em For You, nhưng vì bọn nó luyến kinh quá thành ra là anh nghĩ là em cần phải tập hơn nhiều, bởi vì ở một số chỗ em luyến vẫn còn hơi bị lệch tông một tí, giống như kiểu lái xe đánh võng mà bị vỉa hè. Dạ, thì anh nghĩ là để mà hát được những bài của em For You thì em nên cần tập hơn, bởi vì giọng của em có cái chất đó. Nhưng mà khá là bất ngờ, bởi vì anh nghĩ là bài số 2 em biểu diễn cũng rất là tốt. Em có cái chất giọng của một rocker, mặc dù không được càn đủ nhưng mà vẫn có cái chất giọng đó. Nếu như em cần phải tập trung, bởi vì một khi đã hát thực sự là rocker thì bài đầu tiên em sẽ không hát được nữa, bởi vì nó cần một cái gì đó rất là nhẹ nhàng và smooth ở trong cái giọng hát của em. Nếu như em càn quá nhiều thì em sẽ không luyến được như bài đầu tiên nữa, anh nghĩ thế. Nên là em cần tập trung vào một trong hai bài thôi, không nên tập trung vào cả hai. Tại vì lúc đầu em, bài thứ hai của em là cái bài bài ca cho em, thì nó cũng là của em For You, nhưng mà em nghĩ là hai cái bài này nó na ná nhau quá, thế là em mới đổi tối qua. Chào em. Dạ em chị. Chị thấy bài thứ nhất của em là sai lầm, em chọn bài thứ nhất. Tại vì thực ra bài thứ nhất đây là một bài rất là khó hát và nó đòi hỏi cái kỹ thuật thanh nhạc của em rất là cao. Và em hát bài thứ nhất em phải hát rất tình cảm và cái ngân dung của em cũng chưa đủ bài nhất. Nhưng mà bài thứ hai thì nó lại rất là hợp với giọng của em, hợp với phong cách của em, từ quần áo đến mọi thứ. Và bài thứ hai thì chị mới thấy được là cái chất khỏe của giọng của em, và thấy được là em có khả năng tốt hơn nếu mà em luyện tập thêm với giọng của em. Tại vì em có giọng của em khá là tốt, ở những nốt cao em xử lý tốt. Chúc em may mắn. Anh thì anh cũng có cùng ý kiến với anh Tuấn là em cũng có thể xử lý được những cái thể loại nhạc khác nhau, nhưng mà nên tập trung vào một cái thể loại nào đó hơn để đạt được một cái top, một cái đỉnh gì đó. Nhưng mà anh thấy bài thứ hai em hát tốt hơn bài thứ nhất. Thì bài thứ nhất là em hát cũng khá tình cảm và cũng có luyến lấy. Giọng em có thể luyến lấy đấy, anh thấy giọng em luyến lấy, nếu mà tập thêm nữa thì nó cũng tốt. Mà anh thì anh thích bài thứ hai hơn, bởi vì bài thứ nhất chưa thể hiện được là giọng em có cái hơi của em nó chưa có đủ đầy đủ. Nhưng qua bài thứ hai thì anh thấy là em hơi của em đã đủ để bốc lên cái đoạn điệp khúc. Dạ vâng. Thì hôm qua em mới chọn nhưng mà em cũng chưa hát thử lần nào. Nếu chưa hát thử lần nào mà em hát được như vậy thì anh thấy cũng là bước đầu là thành công. Thế chúc mừng em. Chúc em may mắn ha. Cảm ơn anh ạ.